game. Ừ, anh đang chơi mà, sao mà dạy em được? Hai anh em tụi con ở nhà chơi vui nha. Mẹ đi làm đây, kem ở nhà nhớ phơi quần áo giúp mẹ đó. Bông thích ăn gì thì cứ mở tủ lạnh lấy ăn tự nhiên nha con. Dạ, dì hai. Sao mẹ toàn bắt mình làm việc nhà không vậy ta? Chô cô lại đi sửa máy móc rồi, không nhờ được gì. Còn Bông thì được cưng chiều, không phải làm gì hết trơn. Ê Bông, em muốn anh dạy vẽ cho em đúng không? Dạ, em thích vẽ lắm. Anh chịu dạy cho em rồi hả? Được, từ hôm nay anh sẽ là gia sư mỹ thuật cho em. Tuy nhiên, làm gia sư thì phải được trả phí. Giống như Táo, bạn anh, thuê gia sư á cũng phải trả phí luôn. Trả phí? Em đâu có tiền mà trả cho anh. Ờ, không có tiền em trả bằng công lao động. Từ nay hãy anh sai em việc gì, em đều phải làm giúp anh, vậy là được rồi. Dạ, em đồng ý. Vậy có việc gì, anh cứ sai em. Được rồi, dạy học trò Bông nghe đây. Bây giờ em đi phơi đồ giúp cho anh nha. Dạ, em làm liền. Em phơi đồ xong hết rồi. Mình học vẽ được cho anh kem. Chưa được, giờ anh buồn miệng quá à. Em lại tủ lạnh lấy trái cây cho anh ăn đi. Anh có sức á, thì mới dạy em được chứ. Dạ, anh kem. Ngầm ngầm ngầm. Ủa, no quá, buồn ngủ ghê. Mà tự nhiên hôm nay cúp điện nóng quá trời. Em quạt cho anh đi. Lát nữa ngủ dậy tỉnh táo rồi anh dạy vẽ cho, nghe. Dạ, để em quạt cho anh. Anh Kem ơi, anh dậy chưa? Em mỏi tay quá. À, có điện lại rồi. Anh Kem dạy vẽ cho em được chưa? Ờ, mình bắt đầu học vẽ. Dạ. Em đặt giấy lên bàn, sau đó... À, vẽ theo tranh mẫu của anh nè. Cái cây này mình phải vẽ phần lá trước hay gốc trước vậy anh Kem? Em thích vẽ phần nào trước cũng được hết. Học vẽ phải sáng tạo chứ. Bớt hỏi anh lại đi. Em mới hỏi anh câu đầu tiên mà. Ờ, thì thôi em tập trung vẽ đi. Lúc vẽ phải ít nói thì bức tranh mới đẹp được. Sao tranh của em xấu quá anh Kem ơi? Thì phải vẽ nhiều mới đẹp được chứ. Em cứ lấy tờ giấy khác ra vẽ đi. Anh Kem làm gia sư không có tâm gì hết. Anh còn không thèm nhìn tranh em vẽ luôn. Kem và Bông hôm nay ở nhà có ngoan không? Ủa, sao giờ này chưa dọn dẹp đồ chơi vô vậy con? Dạ con làm liền. Bông, dọn đồ chơi cho anh đi. Nhưng nãy giờ anh chơi mà, em có chơi đâu. Ủa, em quên anh là gia sư dạy vẽ của em hả? Em hứa sẽ trả phí bằng cách dọn dẹp, làm việc nhà giúp anh rồi mà. Cả buổi chiều, em giúp anh phơi quần áo, lấy trái cây cho anh ăn, quạt cho anh ngủ rồi. Mà anh có dạy vẽ cho em đâu. Giờ em không dọn đồ chơi cho anh đâu. Anh Kem là gia sư giảm. Nè, em dám nói anh vậy hả? Kem, chuyện gia sư này là sao? Thì con hứa dạy em Bông vẽ tranh, đổi lại em ấy trả phí cho con. Bằng cách con sai gì em ấy cũng phải làm hết. Con làm hết những gì anh Kem sai rồi, nhưng ảnh chẳng dạy con gì hết. Dì hai coi, anh Kem chỉ đưa bức tranh vẽ sẵn và bảo con vẽ theo. Vậy nên con vẽ xấu quá à. Thì đã nói là từ từ mới vẽ đẹp được chứ bộ. Nhưng anh cũng phải dạy em phải vẽ làm sao chứ. Thôi, hai đứa đừng cãi nhau nữa. Kem à, con muốn làm gia sư tốt cũng phải chuẩn bị bài vở đàng hoàng, có kỹ năng, biết cách hướng dẫn em vẽ sao cho đẹp chứ. Dạ mẹ, con biết rồi. Với lại con và Bông là anh em họ, trên nhau có vài tuổi, vậy thì cùng giúp đỡ nhau trong trường học tập là điều bình thường. Như chị May á, thường chỉ bài cho Tôm đó, cũng có đòi trả công bao giờ đâu. Con hành động như vậy là đang lợi dụng và tính toán với em Bông đó. Dạ, từ rồi con không làm vậy nữa. Để anh hướng dẫn cho em cách vẽ cái cây sao cho đẹp ngang Bông. Dạ, anh Kem. Nè, em vẽ gì nè? Đúng rồi.